Nước sắc với cả rất khó đấm vào. Có gặp đấm người khác kìa, cả mi solo tôi không đó. Ăn đè rồi biết mày cất dựng lời ba mới là hai vậy. Nó vào hồi nãy tách sản xuất thì mãi xí nữa gói B rồi. Đang lành của tí rồi. Không phải đâu anh Trang, tại ngu quá. Nấu vậy. Lên xuống mạnh nha. Anh lấy từ hồi Tết vậy chứ. Cây tóc 175k. Lấy ra gông đi bạn ơi. Thôi không cho lấy ra gông đâu. Gông là gì lắm. Anh ấy biết sử dụng đấu lên nó kiểu mạng làm đấu lên ra gông đâu. Thì mày tôi lên bây giờ lên ra gông KS ba mấy gần 40 mạng lấy tiền đi được không? Được. No. Bây giờ cái đấu hơi ngu thiệt đấy. Chờ lên giờ lên ra gông nó giết nó là giết cái mấy màu à. Còn lấy chắc để chậu lâu nhỉ. Quá muốn cao rồi nhưng mà nếu làm lầu. Nhưng mà đã kêu mạng là không có lên được không. Lấy tiền là dễ rồi mà còn giết tiền đốt nữa thì càng dễ hơn nữa. Đơn thú rồi. Ủa gọi thì giờ muốn giết nó, giờ giết nó không lên được không hay chứ lên đây gông lầu chứ ai chạm được không? Ai quan tâm đâu mà. Anh tên rơm mà. Đến mẹ mày ngu này ngu rồi rầu ăn cướp mày chưa? À, đâu làm dây thì mày mày rồi. I'll do my best. For Lordaeron, I'll do my best. How may I serve? For Lordaeron, I'll do my best. For Lordaeron, I'll do my best. Guy, I am honored. I'll do my best. Foul beast. Foul beast. Foul beast. I am honored. I'll do my best. I am honored. Foul beast. I'll do my best. Đã tắt mở lại đã. Ồ, đủ mất sự tích nhiều quá. I am on. For Lordaeron. I'll do my best. For Lordaeron. Chị Google bắt đầu đọc bình luận. Ăn công quyền, ăn công quyền. Đó, nó mở top. Nguyễn Hải Minh, lên sâu bên farm cho nhanh. For Lordaeron. Chết mẹ mày rồi. Lăng. Hồ Dũng, có vài kèo kìa anh Chí. Hả? Có vài kèo á? Ờ, thấy có hai kèo đấy chứ. Với kinh đốc, tập trung với kinh đốc thôi. I'll do my best. For Lordaeron. I'll do my best. How may I serve? What is your wish? I am honored. I'll do my best. For Lordaeron. I am honored. Foul beast. For Lordaeron. I am honored. Ở đâu? Bị lấy răng này. For Lordaeron. Cùng. For Lordaeron. Bị lấy rác. Cầu bị lấy rác rồi. Cai, ok. Ra rồi mình. Cai, nó cai, nó nói.
Nguyễn Gia bảo, chiêu 3 là sao chứ nhỉ bác ơ ngon. Chiêu 3 là sẽ là cộng thêm máu. Tại tập trung cộng rộng. Công nghĩ chắc là lì. Cùng bị đi nhắc rồi, nó là chết rồi mới nơ. Chết rồi mới nơ. Chắc chỉ ba mới